Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa mới dùng buổi trưa xong ở Lioness Cellar và rời Lioness Cellar. Thưa quý vị, ở thành phố Temecula thì có trên dưới 40 winery vineyard, nói nôm na là vườn nho hay là những cái tiệm làm rượu, thì có rất là nhiều đa dạng các dạng các kiểu, nhưng mà phần lớn thì các vườn nho, các tiệm làm rượu đây đều có nguồn gốc từ gia đình là family oriented. Và bây giờ thì trên một đỉnh đồi tại thành phố Temecula, một cái vườn nho, một winery rất là dễ thương. Thủy Vân xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng đến với Briar Rose Winery. Đến với Briar Rose như là đến với một câu chuyện trong xứ sở thần tiên. Mà thật vậy, nằm trên tip top một đỉnh đồi cao trên con đường Cal Cabrillo, Briar Rose nép mình đằng sau một rặng cây xanh thật rậm. Một căn nhà xây theo kiểu cổ tích thật duyên dáng, chứa đựng trong mình những điều bất ngờ nho nhỏ, những đam mê huyền hoặc dành cho khách đến thăm. Chuyện kể rằng, nhiều năm trước, từ cả trước khi mảnh đất Temecula quyến rũ những người khám phá từ khắp nơi đến, khu thung lũng xinh xắn này được an cư bởi những nông trại nhỏ, vườn cây và vườn nho khắp nơi. Vào những năm 1970, Belden Fields mua lại một mảnh đất tại Temecula và ông đã xây dựng tại đây một căn nhà tranh mô phỏng căn nhà mà nàng Bạch Tuyết đã từng ở, dành cho người vợ yêu dấu của mình. Belden từng làm việc cho Walt Disney và là một trong những nghệ nhân đã xây dựng nên mảnh đất giả tưởng và Toontown của Disneyland. Căn nhà tranh cổ tích này là nơi đầu tiên được trưng bày và giới thiệu rộng rãi trong chuyến tham quan tư gia của Hội Phụ Nữ Temecula vào năm 1984. Vào đầu thập kỷ 90, gia đình Lincoln đã mua lại mảnh đất tuyệt đẹp này từ Belden Fields với lời hứa sẽ không thay đổi kiến trúc của các căn nhà trên mảnh đất. Hóa ra mảnh đất với căn nhà thần tiên này là một nơi tuyệt vời để trồng nho, và chính vì vậy vào những năm cuối thập kỷ 90, giống nho Viognier đã được trồng xen kẽ với Merlot, Zinfandel, Cabernet Sauvignon và Riesling. Dần dà, gia đình Lioco bắt đầu bán nho của mình cho những hầm rượu lân cận. Khi các nhãn rượu ấy bắt đầu đoạt những giải thưởng gần xa, họ nghĩ đến việc mở một hầm rượu cho riêng mình. Từ năm 2002 đến 2007, gia đình làm việc không ngừng nghỉ để biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Họ hoàn hảo cách làm rượu cũng như chuẩn bị cho hầm rượu của mình trở thành một hầm rượu cao cấp. Vào 2007, hầm rượu Briar Rose ra đời, và kể từ lúc đó, Briar Rose luôn không ngừng quyến rũ mọi người khách ghé thăm. Là hầm rượu đầu tiên và duy nhất tại Temecula mà khi đến thăm, khách phải lấy hẹn trước. Hầm rượu Briar Rose đánh dấu sự trở về của thuở điền viên, bình yên, hiền hòa ngày nào. Nói cách khác, gia đình Lincoln và Briar Rose đã hoàn thành đúng ước nguyện của mình, trân trọng quá khứ và nâng niu hiện tại. Câu slogan của Briar Rose, Taste and Enchantment at Briar Rose Winery, nôm na là nhấp nháp sự đam mê huyền diệu tại Briar Rose. Trò chuyện cùng Chris, một người đến từ nước Anh, đang theo đuổi niềm đam mê của mình về rượu vang tại Briar Rose, anh cho biết. Now, one thing we do with our wines here is we like to keep our wines as natural as possible. We don't like to add any synthetic acids or anything like that to our wine. It's all about the quality of the grape. And that way we don't need to add anything into the wine when it comes to actually, you know, barrel aging it or anything like that. We don't need to add any acids or high levels of sulfur or anything like that. So it keeps it natural, so you'll end up getting this real smooth softness that you typically... Rượu vang làm tại Briar Rose được lên men theo quá trình tự nhiên, hoàn toàn không cho thêm đường vào để kích rượu lên men sớm như thường gặp ở những loại rượu mua ngoài chợ bán lẻ. Và do đó quá trình trưởng thành của rượu lâu hơn những nơi khác. Pinot Noir, còn gọi là The Gateway Red, nôm na dịch là rượu đỏ mở đầu, vì đây là loại rượu đỏ mà những người quen uống rượu vang trắng đang tạm chuyển sang vang đỏ tìm tới. Absolutely, everyone they use the way that there's like there's a
kind of set routine that most thường thì quá trình uống rượu diễn ra như thế này. Một người sẽ bắt đầu thử rượu ngọt, rượu tráng miệng trước, rồi sau đó là rượu vang trắng khô. And then once they get on the dry dần dà chuyển sang vang đỏ hương nhẹ như là Pinot Noir vậy. And that's why Pinot Noir is so good because it is very light. Dòng rượu Pinot Noir của Briar Rose thật sự được trồng ở khu vực Russian River Valley nằm ở Bắc California vì giống nho này đòi hỏi khí hậu mát hơn. Như cô thấy đấy, Temecula thì nắng nóng rất nhiều. You need a much cooler climate that's got a bit of rainfall, it's got this cool ocean breeze. Everything that we don't get out here is what you need. But up in the Russian River Valley, which is Northern California, that's where we grow this one, and that it gets everything that we need up there. Yeah. So tell us a little bit about the history of Briar Rose winery, because you mentioned earlier that you don't grow your estate here. Phần lớn các loại nho mà chúng tôi được trồng tại đây, trừ một loại không chịu được thời tiết như Pinot Noir hay là Malbec. Some of the grapes don't even grow out here, like Pinot Noir does not even grow out here. Some people tell you different, but we believe it doesn't. The style that we like, it doesn't. And some of the chúng tôi trồng Malbec trong khu Dry Creek Valley. Đó là do tại đây không trồng được loại Malbec mà chúng tôi ưa thích. We like in our Malbecs, it doesn't grow that way out here. Các loại khác như Zinfandel, Tempranil, Capron, Capsule đều được trồng tại đây. Đó là vì các loại nho ấy da rất dày và vì vậy chúng chịu được sức nóng của mặt trời tại khu vực này. Absolutely. A little bit about the history of this place. The building here was actually built by a guy called Belden Fields, who was one of Walt Disney's architects. And he built this place as a replica of Snow White's cottage, and that's the cottage over there that you can see. And then we have our tasting room here, which was modeled after Shakespeare's house. So where that famous actress Anne Hathaway lives now, this is based on her house. It's modeled after her house. Yeah. But it was built in the 60s by Belden Fields. He lived here for a while with his wife. Unfortunately, they just wanted to move out, which was good for us because we managed to get it. And as you can see, it's a beautiful architecture. Nếu nhìn kỹ hơn ở bên ngoài của những ngôi nhà này trên tường vôi dày, ta sẽ thấy những dấu tay ngang dọc. Đó là vì khi xây căn nhà này, họ đã không dùng dụng cụ trát tường nào cả, mà tất cả đều được làm bằng tay, theo đúng kiểu kiến trúc của một căn nhà cổ tích. Ngay cả mái nhà cũng vậy. Mái nhà là bê tông khối đấy, mặc dù từ xa thì nhìn giống như là lợp mái vậy. Đó là vì khi Belden xây căn nhà này, ông đeo vào tay mình những thanh dài và kéo thành những đường ngang như vậy. And the reason why they did that is because that gives it that thatch look. But yeah, it is solid concrete, which is incredible, the building standing. That's just great architecture there. Well, I think it's complement very well with their sign, the scenery, and the wines too. Absolutely. You know, we try to keep everything natural and as healthy as we can. And that really does pay off in the quality of the wine. And, you know, it goes with this whole setting. It's, as you can see, it's much more peaceful out here than it is at some of the other wineries. Sometimes out here, you know, we're off the beaten path. And we like that because, you know, we only produce 1,500 cases of wine here a year. And we like that because we don't want to boost our production, because when you tend to boost your production, unfortunately, the quality slips, and winemakers are very eccentric people, and they don't like delegating work. So when you do eventually step up your production, you have to hire more people, and winemakers don't like getting anyone else to do their work for them because it's their project, it's their baby. Exactly. So that's that's, we like to keep everything as natural as we can here, and keep our production small and the quality up there. That's what we tend to go for. Yeah. And actually, that's why I'd like to come to boutique, smaller vineyard or winery, because I can feel the passion come from you guys and how you have the business going. And that's a passion. It's passion-driven business. Absolutely. We love what we do here, and we wouldn't trade it for the world. It's more so than it is like a full-on business where it's designed just to make money. Our real first focus is making really quality wine. You know, obviously there are things we have to do to keep the business afloat, but we the first and foremost thing is making real high-quality wine. So this one is going to be very... Đây là một loại gin khá đặc biệt. Thường thì gin có mùi vị hơi cay cay, hơi ngọt.
nhưng loại này thì có cả hai vị ấy. Zinfandel is, theo nhận thức chung thì Zinfandel là một loại nho đặc trưng của California. It's one that's most widely planted out throughout California. And a lot of people, in fact, cũng có nhiều người không biết rằng Zinfandel là nho đỏ, vì rượu White Zinfandel là một trong những loại rượu trắng khá phổ biến trên thị trường. A lot of people don't even know that someone came in the other day and said, I was walking around your property and I saw you how you grow your Zinfandel over here. Where do you grow your White Zin? And I said it's the same grape. Because a lot of people know it as being White Zin. But it's got a real interesting story behind it. Chuyện là thế này, Zinfandel có nguồn gốc từ Croatia, đến từ một gia đình nho lớn tên là Kastelonski, và chúng du nhập đến Mỹ bằng thuyền. Do lúc đó không ai biết tên loại nho này là gì, nên chúng được gọi là Zinfandel, có nghĩa là nguồn gốc vô định. Cùng lúc đó thì có một chiếc tàu khác đi từ Croatia đến Italy và họ cũng không biết tên loại nho đó là gì. Họ gọi chúng bằng một tên khác, Primitivo. Bởi vậy, hai tên khác nhau, Zinfandel và Primitivo, thực ra là chỉ cho cùng một loại nho mà thôi. Primitivo tends to be a little bit heavier, a little bit more kind of spicy, and the Zinfandels generally tend to be a little bit more jammy. But essentially they are the same grape. This is California's grape. Yeah, it's a great one. It's more of an everyday drinking wine. Some people like to have it with steaks or with something like that. But for me, that's reserved for your Cab Francs. This one's just a more everyday casual drinking red. Yeah. Yeah, it's full body. It is, absolutely. Zinfandels always typically tend to be very full-bodied. Here, ours are generally a little bit lighter than the traditional Zinfandels, but they're still going to be fairly on that bigger, bolder side. As you can see, like this is second on our list, so we do have some real big wines coming up. This one is, yeah, it's one of our lighter wines, and you can even tell by the color it's one of the lighter wines. But if you see this, if you see that light color in a Zinfandel, you know it's going to be lighter. Zinfandels, they never tend to be deceiving. They never tend to be too intense when they're light in color. If they're going to be big and bold, they're going to be, they're generally going to have a thicker color to it. Yeah. Yeah, it's a fun one. About one comment you said earlier, Zinfandel was your everyday drinking wine. I was thinking to myself, isn't every wine everyday drinking wine? Well, yes, absolutely. You know, there's no doubt about that. But chắc chắn rồi, có nhiều người xem việc uống rượu vang là một việc khá nghiêm túc. While you can, you know, you can be serious in the nếu làm rượu là một việc nghiêm túc thì việc thưởng thức rượu vang là một thú vui đúng nghĩa. Rượu vang hàm nghĩa lãng mạn cũng như mang tính xã hội mà. Aspect to it, you know, it really does. And but some people they like to say this one can only go with food. This one is only a food wine. And you know, you're absolutely right. Every wine is an everyday drinking wine, but Zinfandel is definitely even more so of that one. Yeah, yeah. It's, thank you, Chris. It's amusing. It's, yeah.